5 ngày trước, bệnh nhân này nhập viện để điều trị COVID-19 trong tình trạng khó thở, mệt mỏi. Hiện có nhiều dịch bệnh như cúm A hay sốt xuất huyết đang lưu hành cùng lúc. Có những triệu chứng dễ nhầm lẫn, nên bệnh nhân này không được phát hiện nhiễm COVID-19 sớm cho tới khi đi khám định kỳ tại bệnh viện. Thì người nhà ở nhà cũng ho mấy hôm rồi, thì cứ nghĩ đơn giản là nghĩ là cúm A. Bố tôi lây của các con, khi vào đây thì tình trạng của cụ cũng là nguy hiểm bởi vì oxy lúc nào cũng thấp. Các bác sĩ cho biết, tại bệnh viện Thanh Nhàn, từ đầu tháng 8 đến nay, số bệnh nhân COVID-19 có chỉ định nhập viện tăng gấp đôi so với tháng 6, tháng 7. Theo đó, số bệnh nhân nặng cũng tăng lên. Khoa có khoảng 12 bệnh nhân COVID đang điều trị, trong đó thì khoảng 2/3 số bệnh nhân đều phải thở oxy. Số lượng chưa tiêm hiện tại thì chiếm khoảng 5-10%, và các bệnh nhân chưa tiêm vaccine thì đều nhập viện trong tình trạng SpO2 của bệnh nhân giảm thấp dưới 90%. Còn tại nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tuyến cuối, nếu một tháng trước chỉ có khoảng từ 15 đến 20 bệnh nhân, thì nay con số này đã tăng lên hơn 30 trường hợp, với tỷ lệ nặng và nguy kịch chiếm khoảng 25%. Cụ tôi mệt, thế là lại không đi tiêm được. Kiểu ốm này, đi viện suốt ấy. Phần lớn là bệnh nhân thì thường tiêm từ 2 đến 3 mũi, và thường tiêm cách đây khoảng trên 3 tháng. Rất ít trường hợp mà tiêm đủ 4 mũi, khoảng nửa thì đã mắc COVID từ trước đó, lần này mắc lại lần nữa. Trong khi đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng có hơn 1/3 là trường hợp nặng, nguy kịch phải thở máy. Trong đó, nhiều người chỉ tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, bỏ quên các mũi 3, mũi 4. Cái nồng độ kháng thể là thấp, dẫn đến là những bệnh nhân này rất là dễ mắc trở lại, và những người mà có nguy cơ mắc nặng thì sẽ mắc và nặng hơn. Nên là cái việc mà tiêm mũi 4 rất là quan trọng đối với những người có yếu tố nguy cơ cao. Các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh COVID-19 vẫn rất khó lường, đặc biệt khi Việt Nam đã ghi nhận các biến chủng mới, với con số khoảng 35% các ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị tăng cường rà soát và triển khai tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.